Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Phòng chống buôn lậu gian lận thương mại của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm hiện đang là vấn đề nóng được toàn xã hội quan tâm. Điều này ngày càng trở nên cấp thiết khi tình hình an toàn thực phẩm có dấu hiệu diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Để tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm, các lực lượng chức năng của Lào Cai đã tích cực thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm nhằm hướng tới mục tiêu nói không với thực phẩm giả, kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Theo như ghi nhận, trên địa bàn thành phố Lào Cai thời gian qua đã không để vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra và công tác kiểm tra kiểm soát về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu đã được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả. Đây là nội dung sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Theo ghi nhận trên thị trường thành phố Lào Cai, Trung Thu năm nay, hàng hóa phục vụ cho dịp này kém sôi động so với mọi năm. Trên các trục đường chính của thành phố như Cốc Lếu, Kim Tân, Phố Mới, các cơ sở kinh doanh đã nhập và trưng bày nhiều sản phẩm bánh trung thu có uy tín. Ngoài ra, các hãng bánh trung thu nổi tiếng trên thị trường như Kinh Đô, Hữu Nghị, BBK đã đồng loạt tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm rất bắt mắt nhằm thu hút người dân đến mua sản phẩm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sức mua của người tiêu dùng trên địa bàn giảm hẳn. Năm nay, nhằm thu hút và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, ngay từ giữa tháng 8 dương lịch, nhiều doanh nghiệp có thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị, BBK đã lắp ghép các gian hàng lưu động cạnh các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố để trưng bày giới thiệu các sản phẩm bánh trung thu. Được đánh giá là một trong những vụ mùa làm ăn chính bên cạnh Tết cổ truyền, nên các hãng bánh cũng rất coi trọng đến việc tung ra các dòng sản phẩm mới lạ cho mỗi năm. Đặc biệt là các loại hộp cao cấp dành cho khách hàng có thu nhập từ khá trở lên. Năm nay, theo đánh giá từ các cửa hàng, bánh trung thu vị cổ truyền vẫn được nhiều người lựa chọn. Vì vậy, để đa dạng sự lựa chọn cho người tiêu dùng, bên cạnh loại bánh cổ truyền, các nhà sản xuất còn đưa ra bánh trung thu cách tân với các loại nhân ưa thích như đậu xanh, khoai môn, nhân dứa, hạt sen. Đặc biệt với dòng bánh biếu tặng, không chỉ cầu kỳ, đổi mới trong bao bì như hộp bọc nhung, vải, thêm chai rượu, gói trà, dao cắt bánh, mà các nhà sản xuất còn mạnh dạn đầu tư những nguyên liệu đắt tiền để sản xuất ra những hộp bánh trung thu từ phân cấp tầm trung đến cao cấp. Anh Vương Thúc Quân, quản lý bán hàng bánh trung thu Kinh Đô ở Kim Tân cho biết, cửa hàng chỉ bán các loại bánh có thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ, trong từng hộp bánh thể hiện thành phần rõ ràng. Ngoài ra, cửa hàng khi nhập bánh trung thu về bán đều kèm theo tài liệu hợp quy, được cơ quan xác nhận đưa ra thị trường lưu hành và đảm bảo an toàn thực phẩm. Mặc dù thị trường bánh trung thu khá phong phú và đa dạng, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều đại lý, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường bánh trung thu năm nay có sức tiêu thụ chậm hơn so với mọi năm. Năm nay thì em thấy nó chậm hơn năm ngoái thì là một phần là cũng do dịch. Em hy vọng đến cuối tháng thì là dịch riết nó giảm bớt thì dân người ta đến người ta mua và bán nó sôi động hơn. Bên cạnh các loại sản phẩm bánh kẹo thì các loại đồ chơi dịp Tết Trung Thu cũng được cửa hàng bày bán với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và màu sắc rực rỡ. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, trong quá trình bán hàng, các đơn vị cửa hàng cũng thường xuyên được các ngành chuyên môn của thành phố hướng dẫn nhận biết nhãn mác các mặt hàng có thương hiệu. Qua đó đã giúp người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thì là cửa hàng là luôn đảm bảo cái yếu tố là hợp an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm và lấy mặt hàng là đều của công ty. Các nhà phân phối đều có giấy tờ phép và có giấy tờ hóa đơn chứng từ đầy đủ. Và nếu mà có nhập hàng ngoại thì là cũng có hóa đơn và cũng có tem nhãn để cho phục vụ những người tiêu dùng được biết. Và chắc chắn chúng tôi mới nhập, không thì hàng trôi nổi chúng tôi không bao giờ chúng tôi nhập. Để chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu, thành phố Lào Cai đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó đặc biệt chú trọng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Các lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với cơ sở sản xuất ban đầu có quy mô nhỏ lẻ, hồ sơ tự công bố sản phẩm, bao bì nhãn mác của sản phẩm, hồ sơ theo dõi về chất lượng. Qua công tác kiểm tra cho thấy, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng cao ý thức trong việc đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm.
Cùng với việc tăng cường kiểm tra kiểm soát các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho những người tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm cũng được đẩy mạnh. Thì trong cái đợt cao điểm trong dịp Tết Trung Thu thì chúng tôi đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố cái kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu và tham mưu Ủy ban thành phố thành quyết định thành lập 02 đoàn kiểm tra liên ngành và Ủy ban thành phố chỉ đạo 17 Ủy ban Nhân dân xã phường là thành lập 17 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tất cả các cơ sở thực phẩm trên địa bàn thành phố và qua đó thì 19 đoàn kiểm tra liên ngành từ tuyến thành phố đến tuyến ủy ban các xã phường là đồng loạt kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn thành phố Lào Cai, tập trung là các cơ sở thực phẩm kinh doanh sản xuất bánh, bánh ngọt, bánh trung thu, các cửa hàng bánh kẹo và đó là những cái thực phẩm mà được sử dụng nhiều nhất trong dịp Tết Trung Thu. Thì qua quá trình kiểm tra thì tất cả các cơ sở thực phẩm trên địa bàn thành phố thì cơ bản là chấp hành rất là tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và tất cả các hàng hóa mà kinh doanh để phục vụ trong dịp Tết Trung Thu này đã được đảm bảo. Thành phố Lào Cai là nơi tập trung nhiều siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng tạp hóa kinh doanh quy mô lớn. Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng trên 500 cửa hàng tạp hóa, kinh doanh lớn nhỏ, cùng với khoảng 80 cơ sở sản xuất thực phẩm. Để chấn chỉnh những hành vi vi phạm, bình ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng dịp Tết Trung Thu, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Trung Thu năm 2020 nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng. Cụ thể, đội đã kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh các nguyên liệu làm bánh trung thu, phối hợp với các cơ quan trên địa bàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh, bày bán bánh trung thu về hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Việc thực hiện các quy định về ghi nhãn, niêm yết giá, quảng cáo, khuyến mại và việc chấp hành các quy định về điều kiện bảo quản, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ. Đặc biệt sau dịp Tết Trung Thu, đội kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng gây mất an toàn. Đội quản lý thị trường số 1 đã xây dựng kế hoạch chuyên đề kiểm tra về an toàn thực phẩm trong cái dịp Tết Trung Thu. Trong đó tập trung vào cái nhóm mặt hàng bánh trung thu, các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu này, nước ngọt, nước giải khát, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em. Thì ngoài ra chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan của thành phố triển khai kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trong cái dịp Tết Trung Thu theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Về sau Tết Trung Thu thì để đảm bảo cái an toàn thực phẩm và kiểm soát được cái hàng hóa mà sau có sản xuất trong dịp Tết Trung Thu có cái hạn nó ngắn, do đó chúng tôi vẫn tiếp tục kiểm tra kiểm soát và nắm bắt xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về cái hàng hóa có hạn sử dụng. Đối với các mặt hàng đồ chơi trẻ em, Cục Quản lý Thị trường cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em độc hại, gây kích động bạo lực, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy và các quy định khác của pháp luật trong quản lý mặt hàng đồ chơi trẻ em. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, các thành viên trong tổ công tác đã kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất kinh doanh các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, để nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý khâu lưu thông hàng hóa, phòng chống hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn. Có thể khẳng định, dịp Tết Trung Thu năm nay, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, cũng như nhận thức của các đơn vị cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đã không xảy ra tình trạng buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hay vụ ngộ độc thực phẩm nào. Qua đó góp phần mang tới một mùa Tết Trung Thu thực sự ý nghĩa, an toàn cho nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục phòng chống buôn lậu gian lận thương mại của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.